Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ. Đó là câu nói của Bác Hồ về tầm quan trọng của ngành giao thông vận tải. Câu nói giản dị của Bác không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác ngành giao thông vận tải trong quá khứ, hiện tại và tương lai sau này. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Bộ Giao thông Công chính thuộc Chính phủ. Cùng với sự ra đời và phát triển của ngành giao thông vận tải, bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Bộ chủ trương thành lập tờ báo giao thông vận tải, cơ quan ngôn luận của ngành, đó là báo giao thông vận tải, trên cơ sở hợp nhất một số tờ báo của toàn ngành như báo Hỏa Xa thuộc Tổng cục Đường sắt, báo Xe hơi thuộc Quốc doanh Vận tải Ô tô Trung ương, bản tin Bưu điện thuộc ngành Bưu điện. Chủ trương đó được Phủ Thủ tướng chấp thuận bằng giấy phép xuất bản số 3461VG ngày 27 tháng 12 năm 1962. Đó là dấu mốc lịch sử ra đời, xây dựng và phát triển của báo giao thông vận tải cho đến ngày nay. Đồng thời cũng là một tờ báo ngành ra đời sớm nhất trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sau hơn một tháng có giấy phép xuất bản ngày 31 tháng 1 năm 1963, báo giao thông vận tải chính thức ra số đầu tiên và được phát hành định kỳ mỗi tuần một số 8 trang khổ 29x42. Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng với ông Trương Văn Toản, người phóng viên già cội này vẫn ngời lên ý chí của một thời xông pha nơi trận tuyến để phản ánh kịp thời những thông tin về giao thông. Cũng qua ông mà chúng tôi có thêm một thông tin nữa, đó là trước khi báo giao thông vận tải ra đời, đã có một tờ báo khác, đó là báo giao thông mà ông là một trong 10 người làm ở tờ báo đó. Đây là tấm ảnh tập thể báo giao thông duy nhất mà ông Toản còn lưu giữ được. Sau khi tòa soạn không xuất bản nữa, chỉ có ông và họa sĩ Phạm Liêu là ở lại làm báo giao thông vận tải. Và chính ông cũng là người được giao nhiệm vụ thảo văn bản xin giấy phép để xuất bản lại báo giao thông với tên gọi mới là báo giao thông vận tải. Ra tờ báo là chuẩn bị trước 4 số liền, 4 số bài chính. Lúc ý mình ra sửa lại. Thì số báo đầu tiên thì chắc anh biết rồi, là nó quan trọng. Tất cả tòa soạn tập trung lại. Người thì bảo đưa bài này lên chỗ này, người thì bảo chỗ này, người bảo chỗ này, đặt ở chân. Cái bò rác. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành giao thông vận tải để lại dấu ấn quan trọng là xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển, khôi phục và tổ chức vận tải đường sắt đã đóng vai trò quan trọng, nhất là trong việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí cho chiến trường miền Nam. Cũng từ đây, nhiều bài viết đã xuất hiện trên các số báo của ngành, kịp thời cổ vũ động viên những chiến công dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, nhân viên ngành giao thông vận tải với các sáng kiến đã đi vào huyền thoại trong cả vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không. Những cô gái mở đường gan dạ, dũng cảm, góp phần đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt. Trong thời kỳ này, không chỉ cán bộ chiến sĩ công nhân trong ngành giao thông và độc giả cả nước đều biết đến những bút danh xuất hiện trên nhiều số báo như Trương Văn, Trần Hoàng, Khánh Hữu, Vũ Phạm Chánh, Văn Huy, Nguyễn Mạc, Hoàng Hà. Đi xuống hiện trường, đi vào đi cùng với đơn vị, vì ảnh là phải đi sát với đơn vị tác nghiệp thì đem về tận Hà Nội. Hơi tôi tác nghiệp thì nó thế. Thế cũng vất vả lắm. Thì nói thật tôi là đánh đâu. Ví dụ bây giờ những khi ngồi những cái nghĩa trang. Những nghĩa trang người cô gái Đồng Lộc thì bác hay Trung Bồn. Là tôi cũng có đấy.
Trải qua các thời kỳ, báo Giao thông Vận tải đã luôn bám sát hoạt động của ngành, bám sát tôn chỉ mục đích và đối tượng của một tờ báo chuyên ngành kinh tế kỹ thuật, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của ngành giao thông vận tải. Và trong chặng đường 50 năm ấy, với mỗi thế hệ người làm báo giao thông vận tải thật sự phấn khởi và tự hào về chặng đường vẻ vang với những dấu ấn không thể nào quên. Trở lại thăm ngôi nhà thân thương, từng gắn bó một thời làm báo đầy khó khăn, nhưng cũng rất đỗi tự hào của mình. Ông Ngô Đức Nguyên, nguyên tổng biên tập báo Giao thông Vận tải, lại bồi hồi nhớ lại thời kỳ những cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong ngôi nhà số 1 nhà thờ này đã cùng ông viết tiếp truyền thống của tờ báo ngành có bề dày truyền thống và cũng là nối tiếp truyền thống mà thế hệ trước đã xây dựng nên. Đây là thời kỳ thế giới có những biến động hết sức phức tạp. Đất nước và ngành giao thông vận tải cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cả nước tập trung xây dựng lại kết cấu hạ tầng giao thông, coi đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì thế, báo cũng tập trung đi vào tuyên truyền sự phát triển của ngành, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, cầu đường, những công trình lớn được xây dựng trong giai đoạn này. Do một kinh thành mà đa ngành, đa dạng như vậy cho nên là vấn đề hết sức quan trọng là mình phải chọn vấn đề để mà tuyên truyền phản ánh. Thế thì là báo đã đi một cái hướng tức là chọn những vấn đề trong ngành mà xã hội quan tâm và chọn những vấn đề chung của xã hội và cán bộ, công nhân trong ngành quan tâm để phản ánh. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển giao thông vận tải lại đảm trách nhiệm vụ nặng nề hơn, vừa phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của cả nền kinh tế, vừa bảo đảm giao thông ngày càng tốt hơn cho nhân dân. Bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế, phát triển giao thông cũng gia tăng. Chính vì thế, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông là một trong những đề tài lớn và thường xuyên của báo. Với cái tinh thần là phải bám sát các cái nhiệm vụ của ngành, phổ biến các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ban Cán sự, của lãnh đạo bộ và phản ánh các cái hoạt động của ngành giao thông vận tải trong tất cả các lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng cơ bản đến vận tải, đến công nghiệp, phát triển giao thông nông thôn, tuyên truyền các điển hình tiên tiến và công tác đảm bảo an toàn giao thông. Thế và trước yêu cầu như vậy, chúng tôi đã quyết định tăng kỳ và đến năm 2001 thì báo đã tăng từ 1 kỳ lên 2 kỳ, đến 2005 thì tăng lên 3 kỳ và đến 2010 thì tăng lên 4 kỳ. Và cùng với việc tăng kỳ báo thì với cái sự phát triển bùng nổ công nghệ thông tin thì năm 2004 chúng tôi đã đầu tư để xây dựng một cái báo giao thông vận tải điện tử. Kể từ ngày xuất bản số đầu tiên ngày 31 tháng 1 năm 1963 đến nay, báo Giao thông Vận tải đã trải qua 50 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành. Từ chỗ chỉ có 4 cán bộ phóng viên, đến nay báo Giao thông đã có một đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, công nhân viên và lực lượng cộng tác viên đông đảo trải khắp cả nước. Ngoài tòa soạn chính ở số 1 nhà thờ, thủ đô Hà Nội, báo còn có 2 cơ quan đại diện ở miền Trung là thành phố Đà Nẵng và miền Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Ấn phẩm báo Giao thông Vận tải và báo Giao thông Vận tải điện tử được bạn bè đồng nghiệp cả nước đánh giá cao và là một trong những tờ báo mạnh viết về giao thông. Nhiều tin, bài, ảnh của báo Giao thông Vận tải, nhất là báo Giao thông điện tử, đã được các cơ quan báo chí trong nước khai thác sử dụng lại vì giá trị thông tin không chỉ ở lĩnh vực giao thông. Cùng với sự phát triển của ngành, các nhà báo trẻ hôm nay cũng trưởng thành về mọi mặt, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, xung kích đi đầu trong đột phá công nghệ thông tin, đưa báo giao thông thực sự trở thành người bạn đồng hành của người tham gia giao thông. Đối với các phóng viên trẻ như
bọn mình thì cũng được có một cái điều kiện rất là tốt là được học hành, được học cơ bản bài bản ở trong trường ra. Từ khi mà vào một cái ngành then chốt của cái phát triển giao thông phải đi trước một bước, thì bọn mình luôn trau dồi kiến thức để hoàn thiện thêm mình nữa, để sao cho xứng đáng với cái bề dày truyền thống, xứng đáng với bề dày truyền thống để mà đáp ứng được cái nhu cầu thông tin ngày một càng tăng cao như hiện nay. Ban giao thông trực tiếp chỉ đạo thì vẫn lấy thanh niên làm nòng cốt vào những cái đề tài nóng xông pha, ví dụ mang tính chất là phải điều tra các thứ, thì rất nhiều bạn trẻ đã tham gia vào trong những cái tuyến bài mà được ban biên tập rồi phòng giao rồi hoàn thành rất là tốt và được dư luận đánh giá rất là cao. Giữ vững ổn định chính trị để phát triển là một trong những nhiệm vụ được chi bộ báo giao thông vận tải thực hiện tốt trong nhiều năm qua. Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Cùng với ban biên tập đề ra những sáng kiến, đề án đổi mới tờ báo. Trong nhiều năm qua thì chi bộ đã phát huy được cái chỉ đạo và lãnh đạo về công tác chuyên môn, tổ chức nhân sự, về công tác tư tưởng và công tác xây dựng và phát triển truyền đạo. Thì nhiều năm qua thì đối với tập thể thì luôn luôn nhận được chi bộ là trong sạch vững mạnh, và một số cái đảng viên là được đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế thì trong cái giai đoạn hiện nay thì sau khi mà báo bạn đường là chuyển biến trạng vào báo thông vận tải và cũng có cái sự đổi mới và thay đổi của lãnh đạo, thì Bộ trưởng Bộ Thông Vận tải cũng giao nhiệm vụ cho báo thông vận tải xây dựng cái đề án đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng báo thông vận tải trong giai đoạn tương lai. Thì đối với cấp ủy thì đã có cái sự chỉ đạo cùng với ban biên tập để chỉ đạo để xây dựng cái đề án này. Tự hào về truyền thống 50 năm cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ số. Chính vì thế, báo giao thông vận tải xác định việc đổi mới tờ báo là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Cũng chính từ sự đột phá này, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, báo Giao thông Vận tải đến với bạn đọc cả nước với một tên gọi mới, báo Giao thông. Cùng với việc đổi tên này, báo Giao thông thực hiện đổi mới toàn diện nội dung và hình thức theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, tăng từ 12 lên 16 trang, được trình bày hiện đại, có bản sắc và phong cách riêng. Tên gọi mới, nội dung mới và nhiều chuyên trang chuyên mục mới được kế thừa từ những tinh hoa và nền tảng của một tờ báo có bề dày truyền thống 50 năm phát triển và trưởng thành. Chúng tôi cũng nhận được cái sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ là quyết liệt đổi mới toàn diện nội dung và hình thức của báo. Và từ mùng 1 tháng 6 thì được cái sự đồng ý của lãnh đạo bộ giao thông vận tải, được sự đồng ý của Bộ Thông tin và truyền thông, thì chúng tôi đã thực hiện đổi mới và ra bộ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Với cái tiêu chí được đặt ra là tin cậy, nhanh nhạy, sắc bén và nhân văn. Thì chúng tôi xây dựng lên tất cả các chuyên mục, các chuyên trang và để truyền tải nội dung là theo một cái tiêu chí đó, để tạo ra một cái bản sắc riêng của một cái tờ báo giao thông. Trải qua nhiều tên gọi với nhiều kiểu mang xét khác nhau, tròn 50 năm báo phát hành số đầu tiên, báo giao thông vận tải lại trở về với tên gọi ban đầu, đó là báo giao thông. Tuy có sự thay đổi về tên gọi, song báo luôn hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của ngành. Để đáp ứng cái nhu cầu thông tin của bạn đọc trong ngành cũng như ngoài ngành, thì báo giao thông vận tải phải cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa theo đúng đề án nâng cao chất lượng báo giao thông vận tải trước đây và báo giao thông ngày nay đã được Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Giao thông Vận tải phê duyệt. Đó là phải đổi mới về nội dung, đổi mới về hình thức để làm sao nội dung phong phú hơn, đáp ứng được cái yêu cầu là nhanh nhạy, chính xác kịp thời, đưa thông tin đến bạn đọc về ngành giao thông vận tải phải là những thông tin chính xác, thông tin cập nhật, những thông tin mà các cơ quan thông tin báo chí khác chưa thể có được. Thứ hai nữa là phải đổi mới về hình thức, làm sao tờ báo sinh động,
phong phú, hấp dẫn bạn đọc. Để tăng cái tính hấp dẫn thì bạn đọc sẽ có nhiều thêm. Nhưng điều quan trọng với báo Thông Tải đó là phải nâng cao được cái đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phải xây dựng được cái thương hiệu của báo giao thông ngang tầm với nhiệm vụ chính trị mà ngành giao thông vận tải đang thực hiện và đáp ứng được cái kỳ vọng của cán bộ, công nhân lao động trong toàn ngành cũng như của bạn đọc trong và ngoài nước. Kế thừa truyền thống 50 năm của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động của ngành giao thông vận tải nói chung, cán bộ, phóng viên, báo giao thông hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, của báo, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như của ngành giao thông vận tải, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mang lại hạnh phúc bình yên cho mọi người, mọi nhà.